ông ở đầu đằng này đi, tôi ở đầu này. Anh tiếp tục anh lên anh cắt cái cây gấu trắng này nha bạn. Cây gấu trắng này anh cắt xong xuống hạ gốc luôn nha. Cái này nó nghiêng ra lộ quá trời nha bạn. Khá là cao. Thằng nhỏ nó vô nhà đi. Bên đây thì dây điện. Trời giông gió này sợ nó ngã. Không sao đâu, cho nó dựa vô đây đi. Xe nhỏ này không đến đổi đâu. Nó giật mình nó mau lớn. Ghê, khoan khoan. Quá trời bụi nha bạn. Để nhà ơi. Nói không nói phải chịu. Đừng mấy đấm. Rồi đi. Rồi, rồi, rồi. Cho chạy đi. Chạy qua đi. Dạ. Của ông Đậm, ông chuyển hay gì á? Chuyển cái nhỏ lên. Để thì bảy anh hơi xuống hả? Kệ nó để đi mày ơi. Chút nó xuống cái nơi ấy à. Nó ăn đâu ai sợ gì đâu. Yeah.
Rồi qua đi. Đường nhỏ mà chạy xe còn hơn ở đường lớn nữa. Cậy cậy gạt gạt ngang nó đi. Ông gạt ngang nó thôi bảy, đừng có lôi. Lôi chi cho nó mệt. Ừ gạt ngang nó chút nó xả cái gì. Rồi chạy ngay qua luôn. Này không có điểm mà hạ nguyên cây xuống nha bà, nên phải cắt lóng xuống nha. Phan Giang ơi, để nào mà nãy nằm cho nằm ngang cái này cho xe chạy qua. Nó trời nó trống rồi, nó quan sát thấy chưa.
Rồi rồi rồi. Rồi. Rồi qua đi. Sáng giờ ở đây quýt trời rồi. Tiếp không? Giờ này em mệt rồi. Ồ, mạnh ghê không? Không phải thấy không? Ồ, ôi ôi. Sao? Gian mạnh ghê không? Rồi. Rồi qua đi, qua đi. Hả? Tới tả cây dừa. Nãy mình kêu không kêu hai chè cưa đó chứ. Hoa chè nó ngã qua đây nè, ngay hướng luôn á. Mẹ tao ngã xuôi tụi đường lộ. Ủa mẹ tao cái dừa này là tao muốn đi đường nào tao đi đó. Kệ để đi cho nó xả củi luôn. Này củi cái gì? Củi. Rồi rồi. Cho xuống lóng này đi. Mới chẳng là mình thua hết trơn. Đi chạy xe đạp cũng gặt gặt nó đụ mà lụm cái ghê hết thẳng. Quá trời mệt rồi.
Rồi rồi. Xuống hạ gốc luôn. Giang ơi, sắp con ngã đây nè, ngã nó chết rồi mắc cộng đó. Chỉ cho cái xài qua đây là bảy ơi, cho xài qua đây nè, nó cho ngã cặp xuống kia rồi. Rồi 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 rồi. Nó qua hướng này, nó qua hướng này nè. Rồi. Xong hết rồi. Xin lời kết thúc video này. Chúng ta lên video sau nha. Rất là nhiều trái nha. Chúng ta trái non quá trời. Giờ là trái gấu trắng nha. Rồi mình xin bye bye các bạn, hẹn các bạn lại video sau nha.